Mình xin hướng dẫn các bạn cách vệ sinh bộ sấy MPC 4503, 5503. Khi mình in định lượng, sai định lượng giấy nó sẽ bị đóng mực ở đây, cái sắt này. Hoặc là ví dụ, dù có trường hợp mình in nền nhiều, lâu ngày nó sẽ đóng mực ở đây. Thì mình phải vệ sinh cái miếng sắt này chứ không thôi nó sẽ tiếp xúc với cái... Mình để lâu ngày mực nó khô, nó sẽ làm chày bô lụa này. Làm chày bô lụa này mình in ra rất là xấu. Hoặc là mình sẽ thay bô lụa khác thì... Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh, các anh chị cách vệ sinh ha. Đầu tiên mình mở cái miếng nhựa này, nó có hai ốc có lợi. Sau đó mình mở cái miếng nhựa đen này, nó có bốn ốc. Cái lò xo này ra. Thông thường ở đây nó cũng bám mực thì các anh chị lấy xăng với ông gòn dắt phô lau ở đây trước cho nó hết mực rồi. Bây giờ mình tiến hành mình lau cái miếng thép này bằng cách là mở hai ốc đây, lấy cái miếng nhôm này ra. Ở đây mình đẩy cái lò xo từ trái qua phải, thấy ra. Các chị chụp hình trước rồi hãy gỡ ra nha anh chị, để lát nữa mình gắn vô không bị sai. Rồi ở đây mình gỡ cái lò xo này ra. Rồi mình dùng cái vít dẹp mình, ở đây nó có những cái lỗ, mình nâng cái miếng thép mình lên. Rồi mình cũng lấy xăng với bông gòn dắt khô, mình lau sạch sẽ cái bề mặt này, cái chỗ cái cạnh này cho nó rớt mực ra. Rồi sau đó mình hạ cái miếng sắt này xuống, mình gắn cái lò xo lại. Khi mình lau xong rồi mình gắn cái lò xo này lại, cái miếng nhựa cái lò xo này lại. Rồi đồng mình sẽ lắc cái bộ sấy này xuống cho nó rớt mực ra. Đồng thời ở đây mình mở cái bốn ốc này ra. Mình lấy cái chụp này, mình vệ sinh mấy con nhện diệt luôn. Lấy cái miếng này ra. Mình mở cái... Ở đây nó có một con dò nhiệt. Các anh chị mở sau thì lắp như vậy, đừng có mẹ tới trả lôi con dò nhiệt này các anh chị. Rồi ở đây mình lặt ngược lại. Cái trường hợp nó bấm mực đây thì cũng lấy xăng với con gòn chắc thôi lau. Đừng có lấy tay khửi các anh chị. Lau xong sạch sẽ mình cắn lại. Khi vệ sinh xong cái con nhiệt bên đây mình, ở đây mình nó cũng có một cái bách nhôm, ở đây nó có hai con nhiệt, anh chị cũng lấy lên vệ sinh luôn. Mình cũng lấy xăng với bông gòn dắt khô mình lau lên cái bề mặt này. Đừng lấy tay cựa nha các anh chị, lấy xăng với bông gòn chắc khô mình lau lên cho nó rớt mực ra, xong mình cắn lại.
thì chú ý nha, trước khi mình mở nó mình phải để ý cái con giò nhiệt này là cái miếng nhựa, cái con giò nhiệt này nó phải đụng cái ép của mình nha các anh chị, để ý nha, nó không có được hở như cái này, phải đụng nha, cái này cũng phải đụng. Trước khi các anh chị làm vệ sinh, các anh phải chị với chú ý, ví dụ khi mình gắn vô là mình phải để ý cái này, nó phải nằm sát đây, đụng nó nằm trên này cái ép này luôn, không có được hở nha các anh chị ha. Rồi sau đó mình sẽ rách cái miếng này lại. Cái miếng nhựa này có 4 hộp. Rồi, sau khi mình bắt cái miếng nhựa này, nó có 4 ốc, 1, 2, 3, 4, xong mình sẽ rắc cái miếng nhựa lớn rồi. Nó có cái gờ thì nó là sẽ nằm vô cái gờ nhôm này, có phải nằm dưới trong cái gờ nhôm đó.